Tối 19 tháng 3, đạo diễn Trần Anh Hùng cùng vợ nghệ sĩ Trần Ngữ Yên Khê giới thiệu phim mới Muôn Vị Nhân Gian tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tác phẩm giúp nhà làm phim gốc Việt thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023. Đạo diễn Trần Anh Hùng thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng nghệ sĩ Trần Ngữ Yên Khê trong buổi ra mắt The Tay of Thing, tựa Việt Muôn Vị Nhân Gian tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm mới của chồng, Yên Khê đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật và phục trang. Theo đạo diễn 62 tuổi, đây là vai trò rất quan trọng với tác phẩm của mình bởi tất cả những phần thẩm mỹ mà khán giả thấy trên phim đều do vợ ông đảm nhận, Trần Anh Hùng và vợ luôn song hành trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật. Trần Ngữ Yên Khê từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của chồng, Mùi Đu Đủ Xanh, Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, Xích Lô, đồng thời phụ trách bối cảnh, mỹ thuật, phục trang cho một số tác phẩm.